Thanh Hóa có tân chủ tịch huyện. Hòa Bình bổ nhiệm phó chánh thanh tra. Sáng ngày 24 tháng 9, Hội đồng Nhân dân huyện Hoàng Hóa Thanh Hóa khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 kỳ họp chuyên đề để bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tại buổi lễ, Hội đồng Nhân dân huyện Hoàng Hóa đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Thanh Hải, Phó Bí thư huyện ủy Hoàng Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Ông Lê Thanh Hải sinh năm 1977, quê quán ở thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa, có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định điều động ông Lê Thanh Hải thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Trung để chỉ định tham gia Ban chấp hành. Ban Thường vụ huyện ủy giữ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy Hoàng Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu với Hội đồng Nhân dân huyện Hoàng Hóa bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng Nhân dân huyện Hoàng Hóa cũng thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Hóa đối với ông Lê Hồng Quang và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Sĩ Nghiêm và ông Lê Hồng Quang do được điều động, bổ nhiệm vị trí công tác mới. Ngày 23 tháng 9, tại Hội trường Thanh tra tỉnh Hòa Bình, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Ông Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tới dự và trao quyết định. Theo quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với bà Lại Thị Tuyết Lan, trưởng phòng thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, thanh tra tỉnh giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình kể từ ngày ký quyết định.